Hôm nay tôi sẽ kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện vô cùng là kinh dị tại một khu rạp xiếc bỏ hoang. Đây, đây chính là khu rạp xiếc này đây. Và ở khu rạp xiếc này có một câu chuyện rất rất là kinh dị kể về một... À, cái gì? Cái gì vậy hai bà nội? Trời ơi, vô biết vậy trời, bác hồn cái hết hồn rồi thấy chưa? Trời ơi, biết mà không chịu sợ ma thì giờ xin tin chưa, xin tin chưa? Đó. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi, mình đang đứng ở đây mình kể chuyện cho mấy bạn fan nghe, chưa kịp kể đến khúc kinh dị mà hai bà này nhào ra hù mình thôi mình cũng thấy kinh dị rồi. Trời ơi, đau hết cái tim luôn. À quên, phải chào các bạn fan đã chứ. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quơ mới trên kênh YouTube của mình cùng với chị em sinh đôi Sammy và Sammy. Rồi, ok. Hôm nay nè bạn ơi, mình đã cùng với Sammy và Sammy, bọn mình đã vào trong một cái khu gọi là rạp xiếc bỏ hoang đó bạn ơi. Đây, đây là một cái khu gọi là người ta đã bỏ hoang rồi. Và mình nghe nói ở trong đây có một con quái vật rất là kinh dị luôn. Và bọn mình sẽ vào đây để giải mã. Hai người có dám đi cùng với tôi không? Kinh dị sao? Ủa mà tự nhiên mắc cười nha. Hôm nay là ông rủ tôi đi chơi xong cho tôi vào cái chỗ rạp xiếc bỏ hoang là sao? Đúng vậy trời, rõ ràng nó rủ hai con này đi chơi, đi chơi gọi đi chơi rạp xiếc đẹp rồi tới bây giờ cho tới chơi gì đó chỗ bỏ hoang là sao vậy? Hả? Thì tôi nói rồi, trời ơi hai người không biết gì hết trơn á. Bây giờ cái trend bây giờ á là người ta không có đi chơi mấy khu vui chơi bình thường nữa mà người ta phải đi khám phá những cái ngôi nhà, những cái khu mà có ma ám hiểu không? Thì cái thời buổi giờ cái trend hot là phải đi khám phá nhà ma hiểu không? Đó, hiểu không? Trời ơi cái chay của rất là bây giờ ông vào nhà tôi nè, bây giờ tôi mặc một bộ đồ cá mập lông sợ liền nè, tin không? Tào lao, tào lao. Bà thì lúc nào tôi chẳng sợ bà chỉ cần móc cái súng đại liên thôi tôi sợ rồi. Xin lỗi. Đó thấy không? Mấy bạn thấy không? Sammy lúc nào cũng hung dữ với mình hết vậy mà kêu sao mình không sợ. Đó, trời ơi trời. Thôi mà nói nghe nè, bây giờ là ba đứa mình cùng nhau gọi là đi khám phá cái khu này đi. Ê Sam ơi, Sam ơi. Tôi thấy con gì màu trắng trắng đứng ở bên kia kìa. Phải không? À, chắc là chủ hề thôi mà, có gì đâu. Đúng rồi, chờ là con trời ơi, mấy người không biết gì hết trơn. Chúa hề thì nó mới kinh khủng phải không? Nhìn kìa, tự nhiên không ở trong một cái rạp xiếc bỏ hoang lại có một cái con gì đứng ở bên kia vậy. Thôi nguy hiểm quá. Ok, rồi. Ok bạn ơi, mấy bạn có muốn mình khám phá cái rạp xiếc này không? Nếu như mấy bạn muốn mình khám phá cái rạp xiếc này thì bạn đừng quên là hãy để lại cho video này thật là nhiều like luôn nha. Và đừng quên là nhấn nút subscribe đăng ký mọi cho kênh YouTube của mình cùng với Simmy, Sammy và cùng với các thành viên của Hero Team đó nha bạn. Ok, mình bắt đầu cảm thấy thích cái khu này á nha. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là đi khám phá khu này thôi. Sim Sam ơi, ok chưa? Sẵn sàng chưa? Tôi không sợ là nhìn mặt ông tôi nghi ngờ, ông sợ lắm nghe. Bà không sợ đúng không? Bà không sợ thì bà thử bà đi lại gần cái con kia coi, tôi thấy con kia nó nghi ngờ đúng không? Trời tôi đi, ơi, bình thường đi nghe này, hello là thử coi thử hai người thử lại gần con đó coi, tôi thấy con đó hình như nó không bình thường. Nhìn em một cách Trời ơi mấy bạn ơi, cái con này nó cầm một cái búa, sau đó nó gặp Simmy, nó lấy cái búa này nó tán vô mặt Simmy, cái Simmy chết queo luôn. Trời ơi. Bà quên cứu tôi, đuổi tôi nè. Chạy đi. Trời ơi hai người không biết gì hết, chạy. Rồi xong giờ nó chuyển qua giết tôi. Giờ nó chuyển qua giết mình các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Chạy. Giờ làm sao đây? Bây giờ tôi nghe nói là cái rạp xiếc này á là chúng ta phải đi kiếm chìa khóa để chúng ta thoát khỏi đây. Ui, cái này phải là chìa khóa không? Sim, Sam, qua đây. Qua đây, tôi mới thấy gì nè. Ủa cái này phải chìa khóa không ta? Để coi. Như vậy á. À, cái này hình như là chìa khóa nè. Ok. Chìa khóa màu vàng hả? Ổ khóa màu đỏ nè, tôi lắp cho thử coi. Không được. Phải ổ khóa màu đỏ thì mới mở được, còn đây là cái chìa khóa màu vàng là không mở được rồi. Chìa khóa màu vàng là để mở cho gì đây ta? Ok. Bây giờ chúng ta đi vòng đây kiếm chìa khóa đi mọi người. Ok. Trời ơi, sợ mấy bạn ơi. Con kia luôn á. Vừa mới vào thôi là thấy một con heo siêu to khổng lồ cầm cái búa đập vô mặt mình, cái mình chết queo luôn. Trời ơi. Phát chết luôn á. Trời ơi. Xanh kìa. Ơi cái chìa khóa màu xanh kìa. Chìa khóa màu xanh kìa. Trời ơi hai bạn ơi, bây giờ cái chìa khóa màu xanh đang nằm ở đó mà mình chỉ cần lại gần thôi là con heo thấy một mình liền. Bây giờ một bạn phải chạy đến dụ con heo chạy ra chỗ khác hiểu không? Được á, để tôi dụ rồi, bây giờ hai người lấy nha, tôi dụ là hai người bắt đầu lấy nha. Ok. Ơi, rồi Sim. Xấu xí kia. Đi ra tôi. Ok. Sam ơi chạy đi. Chìa khóa đâu? Đây. Ok. Rồi có được chìa khóa rồi bạn ơi. Sam qua đây Sam. Chạy qua đây, nhanh lên, chạy qua đây. Ui. Ui nó đang đuổi theo kìa.
chạy chạy sao ơi, chạy chạy qua đây nè, chỗ nó đang đuổi theo tôi nè. À, chạy chạy, chìa khóa đâu? À, chìa khóa màu cam bạn ơi. Ô cài lẫm lừng đủ lum. Em heo ơi, làm ơn tha cho anh. Chạy được rồi, chạy được rồi. Oh my god, con heo này nó kinh khủng quá bạn ơi, nó đuổi mình nó tận đây luôn. Trời ơi là trời. Ok, bây giờ chúng ta đã có được chìa khóa màu cam nè, chìa khóa màu xanh và chìa khóa màu vàng. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đâu để mình coi coi. Ôi, ở chỗ này nó có một cái lỗ vậy nè, đâu để mình chui thử nha. Ấy, chui vô nè. Có gì đây không? Có gì đây? Nó có một cái rương. Và trong cái rương này nó có một viên đạn. Ủa viên đạn để làm gì ta? Thôi cài cái luôn đi. Còn gì nữa không? Hình như trong đây hết rồi. Trời ơi, không có gì luôn. Cũng có cái cửa luôn á. Ê, ở bên đây nó có một cái cửa gì nè, mình vô được không ta? Ơ, mình không vô được. Mình không vô được cái cửa này rồi. Cửa này mình không vô được. Mình cần phải có chìa khóa màu hồng hay là gì đó, tôi không biết nữa. Ủa, để mình đi vòng vòng có nhiều chìa khóa lắm mà sao không mở được cái nào vậy ta? Ừ, hình như là chìa khóa phải cùng màu thì mới mở được. Chìa khóa xanh nè Phong ơi, xanh nè. Đây, chắc luôn. Chìa khóa màu xanh nè. À, ok, để tôi thử, tôi lấy chìa khóa màu xanh tôi lắp cho thử nha. Hey. Ôi, được đấy. Ủa, được rồi, để tôi lên tôi lấy cái chìa khóa trên đây. Ở đây nó có một cái chìa khóa màu xanh lá cây các bạn ơi. Ok, lấy chìa khóa xanh lá cây nè. Ê, còn có một cái rương nữa. Và trong cái rương này nó có một cái cần gạt. Ok, mình sẽ lấy cần gạt này luôn. Rồi, ok. Để chúng ta đã có được một cái cần gạt này nè. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài nha. Thoát ra ngoài, chọn điểm dịch chuyển nè. Ok, dịch chuyển ra ngoài. Ok. Bây giờ bọn mình đã có được một cái chìa khóa màu xanh lá cây. Thì chìa khóa màu xanh lá cây này giờ bọn mình đi chỗ nào tiếp đây? Giờ đi chỗ nào đây? Ủa, màu tím nè. Ô, cái chìa khóa màu tím nè. Kiếm được chìa khóa màu tím. Wow. Ơ mấy bạn ơi, tính ra bọn mình thấy cái game này cũng khá là đơn giản ha. Đi vòng vòng thấy là phát hiện ra nhiều chìa khóa ghê luôn á. Một quá trời chìa khóa mà sao không vào được cửa nào vậy trời. Kỳ công giấy. Trời ơi mấy bạn ơi, mình bị nhốt ở trong chuồng chung với con gì rồi. Ủa con này con gì vậy? Con này Piggy sư tử á. Piggy sư tử hả? Trời ơi, tôi thấy nó đang cầm con dao nè. Giờ làm sao? Ờ, con cái rương gì nè? Thân thiện dễ sợ chưa kìa. Ồ, trong cái rương này có một cái cần gạt. À, lấy cái cần gạt ra. Ok. À, tạm biệt bạn nha. Mình đi đây, tạm biệt. Trời mặt ghê quá. Ôi tôi chạy được rồi. Chạy. Trời ơi mấy bạn ơi. Trời ơi bạn ơi, đau tim quá mấy bạn ơi. Vô trong cái chuồng gặp cái con nó sợ gì đâu luôn trời. Ông vô đây được không? Vô đây hả? Trong đây là cần phải có chìa khóa màu đỏ thì mới vào được. Còn tôi ở đây tôi chưa có chìa khóa màu đỏ, tôi chỉ mới có màu tím nè, màu xanh lá cây nè, cái cửa cam, ông vào được chưa? Ông vào màu xanh dương với lại là màu vàng. Hả? Ở trong này tôi thấy chìa khóa màu đỏ này Phong. Đâu? Trời đất ơi, cái này ơi, nó lừa mà. Trời ơi, nó lừa mình mấy bạn ơi, cái cửa này mở bằng tay được mấy bạn ơi. Trời nó lừa mình. Ok. Rồi chui vô nè. Rồi. Chìa khóa màu đỏ. Chìa khóa màu đỏ nè. Lấy luôn. Ok, chìa khóa màu đỏ. Rồi thêm cái rương gì nữa đây, bấm vô thử coi. Trong cái rương này nó có mấy cái bật gỗ với lại một cái viên đạn. Ok rồi, thôi mình đi ra ngoài đi. Tính ra game này cũng dễ quá ha, nó cho mình mấy cái chìa khóa dễ ẹc à. Ok, bấm vô này, dịch chuyển ra ngoài nè. Ok, bây giờ chúng ta đã kiếm được gọi là rất là nhiều chìa khóa rồi. Cộng theo là hai cần gạt nữa. Chìa khóa màu đỏ dùng để mở ổ khóa màu đỏ. Ok, chui thử coi. Hey. Ui, tôi vô được rồi nè. Hai bạn vô được không? Không được. Chìa khóa. Không được đâu. Tôi cho hai bạn chìa khóa nè. Tôi cho hai bạn chìa khóa nè. Coi hai bạn có lấy được không? Không được. Thôi cố lên Phong ơi, cố lên, tôi không vô được rồi. Không vô được hả? Ok, yên tâm. Để tôi. Ok, bây giờ tôi xem coi. Ở đây à, mình thấy ở đây nó có mấy cái quả bóng gì đây? Màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Ui, sao giống Hero Team vậy? Nó có mấy quả bóng màu đỏ, xanh vàng được nè. Oh my god. Ok, tôi leo đây thử nha. Trên đây có gì không ta? Trên đây nó có một cái rương. Hey, trình độ bắt cua của Siro. Yeah. Ok. Trong cái rương này nó có một viên đạn bạn ơi. Wow. Và bây giờ ở đây mình thấy nó có thêm một cái rương nằm bên đây nữa. Nhưng từ đây nhảy qua kia khá là xa, cho nên mình sẽ sử dụng đến gỗ để mình đặt qua nha. Ui trời, mình thông minh quá bạn ơi. Cực kỳ thông minh luôn nha. IQ gọi là vô cực luôn. Đó, đặt qua nè. Nhảy qua. Trời ơi, đơn giản. Ở trong đây có gì đây? Một cái cần gạt nữa. Vậy chúng ta đã được ba cái cần gạt rồi. Ồ. Ủa, mà mấy cần gạt này tìm để làm gì trời? Sim sao biết mấy cần gạt này giúp làm gì không? Hay là có khi mình mở ra một cánh cổng hay là một cái lối đi gì đấy, hay là thoát khỏi đây. Ông ok. Tôi cũng nghĩ vậy á. Ok, tôi thoát ra ngoài được rồi nè. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm. Ui trời ơi, bị heo giết hả? Tôi bị con heo giết rồi. Trời, con heo này thiệt láo thiệt chứ. Mày hả mày? Ok, quấn nó cái chạy. Ok, quấn cái chạy lan hả trời. 1 hour later. Ui, bây giờ nó dí mình tới đây luôn rồi. Bây giờ làm sao đây? Một người nào đó làm ơn. Một người nào đó làm ơn dụ nó chạy ra chỗ khác giùm tôi. Ok, quấn nó đi. Quấn đi, đúng rồi, quấn đi. Không quan tâm luôn.
Để tôi thử xem, tôi thấy ở đây nó có mấy cái cánh cửa vậy nè. Để tôi sử dụng cần gạt, tôi bấm vô thử coi. Ok, mở cửa được không? Không mở cửa được, mình phải sử dụng cần gạt bạn ơi. Ok, bấm cần gạt vô nè. Đó, mở cần gạt ra. Ok. Chỉ còn một cánh cửa thôi, chúng ta vượt qua được rồi. Mọi người, đi. Bây giờ chúng ta cần phải kiếm thêm một cái cần gạt nữa bạn ơi. Mình nghi cái cần gạt còn lại là nằm trong cái nhà màu xanh nè. Từ nãy giờ mình chưa vô cái nhà màu xanh này. Ok, để xem coi. Ở đây nó có một cái két sắt. Và cái két sắt này nó có cần có chìa khóa màu vàng hay là màu cam gì đó. Mình sẽ thử sử dụng màu vàng nha. Ok, vô nè. Mình đã chui vô được cái két sắt rồi bạn ơi. What the heck, vô được luôn hả? Chui vô nè. Ôi mọi người ơi, tôi chui vô được trong cái két sắt này nè. Ok, tôi đã an toàn rồi. Thôi tôi trong đây tôi ngủ nha, tôi ngủ nha. Ok, cảm ơn mọi người. Còn hai chị em tôi sao? Trời ơi, bỏ hai chị em tôi dễ hả? Còn hai chị em bà tôi cho con heo nó ăn thịt luôn cho rồi đi. Bà okay. Đúng mà rủ tôi đi theo, chị cũng không thể cho heo ăn thịt. Từ để xem coi. Có cần gạt cuối cùng nè. Ok. Rồi chui ra. Rồi ok, tôi đã kiếm được đủ cần gạt rồi. Ok. Yeah. Đi ra mở cửa thế nào? Trời ơi, game dễ quá anh em ơi. Game dễ. Ê mọi người ơi, bây giờ cái đường để thoát ra con heo đứng nó chặn mày luôn rồi. Con heo này nó khôn ghê vậy, để tôi dùng nó. Quýnh nó, quýnh nó đi. Hai người quýnh nó đi để tôi đứng đây cho làm cho nhắm nhìn tôi. Quýnh nó đi. Đúng rồi. Đó mày thấy không? Chị quýnh em Sim Sam gọi là quýnh hội đồng con heo bạn ơi. Quýnh mày, mày dám dọa tao. Trời ơi. Ok, hai người quýnh nó đi nha, để tôi chạy lên tôi mở cửa. Ok. Chạy qua đây chờ đây. Mở cửa nè. Chạy. Sim Sam ơi. Cửa mở rồi, cửa mở rồi. Chạy. Ôi trời ơi, mệt quá. Qua đây, chạy qua đây. Qua đây Sim. Đóng cửa lại. Ok. Ơi, tạm biệt con heo bé ú nha. Bọn tao đi đây. Ok các bạn ơi. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã vượt qua được con heo bé ú mập ú ù để bọn mình gọi là thoát ra khỏi cái rạp xiếc rồi bạn ơi. Trời ơi, mà hai người thấy cái trò gọi là hôm nay vui không? Thấy vui không? Vui gần chết luôn, vui muốn mệt xỉu luôn á trời. Vui gần chết luôn. Mệt luôn á. Vui mà heo kiểu gọi là bị một con heo nó dí theo, nó quýnh nó giết các bạn ơi. Ok, thì hôm nay các bạn ơi, bọn mình đã gọi là đã vượt qua được gọi là chú heo chúa hời đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những gọi là chú heo khác nha. Ok, và nếu như các bạn thấy thích cái video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của mèo Simmy cùng với Sammy để đăng ký họ cho hai người bạn của mình cùng với các thành viên của Hero Team đó nha anh em. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em, vãi nồi, tạm biệt. Ok rồi, bây giờ ăn ngôi sao chiến thắng thôi. Hui, cha. Win.